Nãy giờ thì đang vô cũng chưa có hiểu chuyện gì xảy ra, thì thấy bé nó nằm ở đó thì chắc là người nhà đã đưa từ Bình Dương về tới đây rồi. Rồi thì chó nó gửi là ba mẹ đi làm rồi bỏ hai đứa nhỏ ở nhà. Rồi hai đứa nó giỡn với nhau rồi chó gượt té. Rồi té rồi bị sao chứ mà nặng như vậy? Chấn thương. Chấn thương sọ não luôn hả? Xong rồi trong đình cờ chơi đó là hai anh em giỡn sao, cái tới lúc anh lùi thì lại là đạp trúng ông em té. Là hôm bữa là có anh chị đi làm gì rồi? Làm gì rồi? Hồi giờ đó cũng tắm cũng giờ rồi. Gần vô nhà xong rồi cái nghe ông em vô mép nói hai đạp con té. Nó ớ được chứ chị, hai lần cái nước mắt nó rơi. Trời ơi. Giọt nước mắt của nó rơi. Lúc đó chị kêu đúng. Là lúc đó nước mắt rơi hai hàng. Là chị cứ rơi được lúc ở Dĩ An đó thôi, là tới mà đi hai bệnh viện sao nữa là không còn gì hết. Lúc đó chị kêu vậy, nó tỉnh đi con ơi, về nhà hai đợi con kìa. Ai cũng kêu chị ăn, bạn bè nói chị không ăn nổi, chị nhìn thì chị quá no. Thậm chí chị không muốn đối mặt với con của chị. Người ta sẽ hỏi sao chị không vô, mà chị vô chị chịu không nổi cái cảnh đó. Cũng không có tin khi mà ba mẹ đi không giờ. Dạ, xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đăng Đăng Thang. Bây giờ hiện tại là khoảng 10 giờ tối thì hồi chiều á, do tan gia trong gia đình bói gói á, anh em mình không có hỏi thăm được gì. Rồi hồi chiều tối nãy bị cơn mưa nữa cho nên tới bây giờ á, thì mới vô chùa hỏi thăm được. Giờ khuya rồi, sợ các sư đang ngủ á cho nên em dám chạy xe đẩy vô. Dạ con chào sư. Ủa? À sư hồi chiều nè. Tụi con quay hả? Dạ tụi con quay lại, tụi con hỏi thăm cái cháu bé hồi chiều á. Dạ. Thì cái trường hợp của cháu bé 6 tuổi mà nghe nói là hai anh em chơi mà bị chó ngược á quý cô chú anh chị. Thì bây giờ không biết là ban đêm bên đây mình ở trong đây như thế nào nữa, không biết gia đình ngủ ở đâu. Đang thấy thì có đèn kìa. Ủa sư đi ra ngoài luôn hả? Dạ.
chỗ này là chỗ lò thiêu rồi quý chú chị. Thì đó giờ đang mới vô chỗ lò thiêu, là vô ban đêm lần đầu tiên luôn á. Không biết gia đình sao nữa. Dạ em chào anh, dạ em chào chị, à, dạ cho em hỏi là anh tên gì? Lâm Bảy. Còn chị tên gì chị? Lâm Thị Mỹ Dung. Dung. Dạ. Dạ em chào anh chị, thì em là Quế đang làm kênh YouTube. Như là tụi em cũng là tạo anh những hoàn cảnh khó khăn đó anh chị. Chiều hôm tối thì em ghé nghe cũng như hoàn cảnh của gia đình mình. Anh nghe thì gia đình mình rất là khó khăn, mà gặp phải trường hợp rất là đau buồn về sự việc của cháu nhỏ này anh. Yeah. Thì em cũng biết sao luôn đi. Em nghe thì được bà con chia sẻ hoàn cảnh mình khó khăn á, tụi em cũng đến như là ghi hình để mà chia sẻ, thì cũng mong sự giúp đỡ từ quý cô chú anh chị. Anh trong hỏi thì anh chị làm công việc gì? Dạ làm công ty cho Bình Dương. Mình làm công ty cho Bình Dương hả? Dạ. Yeah. Mình làm nó lâu vậy anh? Cũng năm mấy hai năm. Mấy hai năm rồi. Anh với chị làm chung trên đó luôn hả? Dạ làm khác. Năm. Làm công ty khác nhau. Mình làm Bình Dương, mình làm chỗ nào ta? Làm công ty Berlin. Công ty Berlin là chị làm công ty nào? Chị làm công ty tư rồi. À công ty làm tư nhân ha. Ừ. À, thì em nghe nói câu chuyện gì, câu chuyện về cháu. Thì em cũng nghe lại sơ sơ là cái vụ việc là cháu, anh chị đi làm ở nhà xong rồi cháu hai cháu nhỏ ở nhà cũng đi chơi xong rồi chạy rồi té anh chị. Dạ đúng rồi. À, thì em nghe thì cũng chưa hiểu hết câu sự việc như là sao, thì câu chuyện sao, thì anh chị có thể chia sẻ giúp em cái ngày hôm đó là sao sao không chị? Nói chung là hai anh em là ra ngoài chơi xong rồi cái ông anh lùi ra sao đụng thôi, thôi là cái ổng té ra sao. À, dạ. Chỉ có đụng thôi, lùi ra sao đạp chúng á. Là hai anh em đứng chơi xong rồi anh đi lùi đụng em hả? À, ông anh lùi ra sao rồi trúng ông em, mà ông ngã ra sao trúng đầu một bên. Là bé anh á. Bé anh đi thụt lui á. Đúng, đúng rồi, thụt lui ra sao quá mà không biết em mình ở sau lưng á. Dạ. Rồi cái đạp lên em ngã. Là bình thường là anh chị đi làm là để hai cháu ở nhà vậy hả? Ở hai cháu ở nhà chơi. Là hai anh em tự trong mà chơi với nhau. Hai anh tự trong chơi với nhau. Xong hôm bữa đó là tới giờ chiều chị về đó, là hai anh em chạy ra đường chơi, chơi khoảng 1-2 tiếng vậy đó rồi mới vô ngủ. Rồi xong rồi trong tình cờ chơi đó là hai anh em giỡn sao, cái tới lúc ông anh lùi thì lại là đạp trúng ông em té. Là hôm bữa là có anh chị đi làm về rồi. Làm về rồi. Là giờ đó cũng 8-9 giờ rồi. Gần vô nhà xong rồi cái nghe ông em vô mét nói hai đạp con té. Rồi hỏi có bị trúng nhau, nói trúng cái đầu của con, nói vậy. À, là hôm bữa đó té xong vẫn vô mép mẹ ha? Vẫn vô mép mẹ, nói là trúng cái đầu của con. Hỏi có đau không? Trả lời nó không có đau. Rồi xong cái chạy đi chơi tiếp nữa. Là hôm bữa đó, sự việc hôm bữa là hai bé mà bị té là bữa thứ mấy chị? Đó hôm thứ bảy. Thứ bảy thì cách đây chưa tới 1 tuần. Đúng, đúng. Cách đây mới có mấy bữa à? 5 bữa rồi. Đúng rồi. À. Ngày thứ 5. Vậy là hôm bữa bé bị xong rồi vô báo chị là xong là mình đưa bé đi bệnh viện hay là gì? Không, cái hỏi có u đầu không? Cái nói không, không có u. Chỉ cái thằng đau, hỏi đau nhiều hay đau ít, nói con đau ít à. Rồi xong cái chạy đi chơi nữa. Chạy đi chơi nữa rồi khoảng cách 2 ngày đó thấy bình thường. Hỏi có đau không? Nói không mẹ, con bình thường à, không đau. Rồi cái xong tới cái ngày thứ hai. Sáng thứ hai chị đi làm về xong cái nghe ông anh nói mẹ ơi em sốt. Mà chị không biết nguyên nhân gì, mấy chị hỏi một câu, chị nói em sốt rồi ở nhà có cho em uống thuốc, nó có con cho rồi em hết rồi. Nói vậy đó, rồi cái em hết rồi, cái mấy chị nói nếu mà hết rồi thì thôi, còn sốt nữa mẹ đi mua thuốc cho uống. Rồi cái xong cái hai anh em dắt nhau đi chơi nữa, chơi tới khoảng 8-9 giờ vậy đó. Cái chạy vô chị thấy sốt. Sốt rồi mới chị cho uống thuốc á. Uống thuốc xong xuôi hết trơn cái chị thấy ấm ấm. Ấm ấm xong cái chị nấu nước, chị lau mình mẩy cho vậy nè. Lau mình mẩy cho xong xuôi cái nó cũng xuống rồi nó giảm. Giảm xong cái ngủ giấc tới 4 giờ sáng mình á. Là vẫn còn lên nói chuyện.
nói mẹ ơi cho Hiếu uống nước đi. Thì trong khi đó mấy chị cũng nói lên uống đi. Uống xong cái mới đi ngang chị nói lại mẹ gờ coi còn sốt không, thì mẹ cho thuốc uống. Cái chị gờ thấy cũng còn sốt, còn sốt cái mới chị xé thêm gói thuốc hạ sốt cho nữa. Ngủ xong giấc tới 5 giờ cái chị nghe cái nó gên. Nó gên xong mà chị đang nghĩ thầm trong bụng đó, vậy ta chắc nó lạnh. Tại lúc 4 giờ nó kêu chị tắt quạt đi. Nhưng mà chị thấy vậy chị quay qua cho ông anh, chúng mới tắt. Ông anh á thì nằm phải có quạt mới ngủ. Quay qua cho ông anh. Cái mấy chị thấy gên, chị kêu cứ Hiếu ơi Hiếu à. Cái xong cái không thấy trả lời chị. Cái chị lấy cái tay á. Rồi lúc đó là cái mắt mà nó hiếp xuống nó vậy thôi. Cái mà chị lấy tay chị đút vô cái miệng thấy nó cứng đơ rồi. Nó cứng đơ rồi thì chị nghĩ chắc là nó lên cơn sốt, mà lúc đó nó cũng đang nóng. Nó nóng nữa. Cái chị pha cho một gói thuốc nữa vô cho nó để cho nó giảm. Xong rồi đặng chị thay đồ đem nó đi bệnh viện. Trong khi lúc mà chị tính ảnh nó giật đi bệnh viện á thì thấy nó đơ hết cả người. Nó đơ hai tay hai chân nó thẳng. Nó đái nó ỉa trong quần hết trơn rồi. Rồi chị quảng hồn. Mấy chị lên chị dậy chị thay, chị lau sạch sẽ xong là chị ảnh đi bệnh viện. Đi ra bình an sơ cứu. Bình an chỉ là cái bệnh viện tư thôi. Là người ta chỉ sơ cứu cho mình thôi. Rồi đó lúc sơ cứu cũng gần cả tiếng mà không qua được á. Cái mới đã hỏi chị một câu. Một con đã nói giờ chị muốn chuyện đi đâu, bệnh viện Thuận An hay Dị An. Mấy chị nói thôi gần cho chị ở Dị An đi. Em đi bệnh ta cũng không có sơ cứu được, cái người ta kêu đưa lên tỉnh. Chị cũng đưa lên tỉnh theo người ta, đưa lên cũng được tới gần 10 giờ. Ta kêu chị vô thông báo nên nói bây giờ con chị đã vô hôn mê sâu rồi. Là coi như là thuốc nào vô cũng phản kháng cũng không được hết trơn á. Bây giờ em sẽ viết đơn cho chị là chuyển viện. Thì trong khi trước đó là người ta có điện mà hỏi bệnh viện có tiếp nhận không, để người ta ghi giấy chuyển viện cho mình. Thì điện lên cho Nhi đồng 1 thì người ta nói là bệnh nó quá tải rồi, giờ còn Nhi đồng 2. Thì chuyển cho chị qua Nhi đồng 2. Chị nói chỉ cần lúc đầu thì chị có xin chuyển viện trước rồi sáng á. Thì chị nói chị coi nếu mà giúp được con em thì em để đây em chữa bệnh. Rồi bác sĩ cũng có nói chị một câu, nói khả năng của chúng em sẽ giúp chị. Giúp tới chừng nào không được thì tụi em sẽ đơn chuyển viện cho chị. Xong rồi tới 10 giờ cảm thấy không được rồi, cứ 39-40 không xuống. Là cái độ sốt hả? Cái độ sốt của nó không có xuống. 39-40 nào? Cứ 39-40 hoài mà thuốc nào vô nó cũng tới mà nó không kháng được cái gì? Nó không kháng được cái thuốc mà dạng giống như tay chân mà bơm thuốc cũng không vô nữa, máu nó bắt đầu nó đông. Trời ơi. Máu nó bắt đầu nó đông, phải bơm lấy cái máu đông ra mới vô. Vô xong một hồi là nó đông nữa, là phải hai tay hai chân là coi như là phải hết kiếm chỗ này tới kiếm chỗ kia. Để tiêm được thuốc, để truyền máu truyền thuốc vô để cho em bé khỏe, nhưng mà không được. Rồi mới chuyển lên Nhi đồng 2. Chuyển lên Nhi đồng 2 lúc đầu là vô bên mà phòng chăm sóc đặc biệt á. Cũng tới 12 giờ trưa là người ta đã thông báo cho mình rồi. Người ta nói tình trạng rất là nặng, rất là xấu. Là nguy kịch. Là nó rất là nguy kịch. Thay vì mấy đứa khác là cái tình trạng của nó, cái sức sống của nó cũng được 15% để dành cái sự sống, mà bé này chỉ được có 3% thôi. 3% thôi. Chỉ còn 3% sự sống thôi. Là nói người nhà chuẩn bị tinh thần ở đây không dám hứa. Nhưng mà đối với bác sĩ ở chợ nói chung á, thì người ta cũng nhiệt tình lắm. Người ta nói 3% thiệt, nhưng mà ta vẫn cố gắng để giành giật lại cái sự sống cho em bé. Nhưng mà người ta cũng đã quá nhiệt tình cho mình rồi. Người ta chỉ cần có cái gì một cái người ta cũng nói cho chị hay. Rồi xong rồi tới gần tới 12 giờ trưa người ta nói để chuyển qua bên khoa nhiễm. Coi để người ta lọc máu ra để cho người ta coi có cái có khả năng gì nó phản kháng lại không, nhưng mà không được. Tay chân ngắt nghéo gì cỡ nào đi cũng vậy, không có động, nó đơ luôn rồi. Thì trước khi mà chuyển qua bển là sáng bác sĩ có kêu vô nói là giờ não đã chết rồi, còn tim đang thở là đang nhờ thuốc.
còn tim gan phổi phèo gì á thì nó nát hết rồi, không còn gì hết trơn. Là mới chỉ vòng trong vòng 2 ngày thôi. Trong vòng 2 ngày là thôi. Là tối đó qua ngày sau thôi. Là tối đó qua cái ngày sau thôi. Mấy ngày trước bé bị là vẫn không bị cái gì hết, vẫn dạ. Tung tăng, vẫn nhảy bình thường không. Thậm chí cái vị trò chị người ta đang ở mà không ai tin luôn. Dạ. Mà lúc bé té là cái đầu có bị sưng hay là bị gì không chị? Không, không gì hết trơn, bình thường à. Bình thường luôn hả? Bình thường vậy luôn. Sao ba mẹ biết được? Vì hai ngày sau nó cũng không u không gì hết trơn á, cũng không có đau luôn. Mấy lần á nó té mà tới nó u cục nhọn lên tròn quắt luôn á, đem đi chụp hình thì không sao, nhưng mà ta chẩn cho uống cái thuốc tan máu bầm đó, nó còn u dữ nữa. Còn lần này không gì hết trơn, không giấu luôn. Dạ. Mà mình có hỏi nó nói đau chút là hết rồi mẹ. Vậy đó. Vậy là em có nghe nói hình như là bé có bị chó gượt gì không chị? Không. Không bị chó gượt hả? Không. À có. Là đi chơi với ông anh, nó đi băng ngang qua chủ nhà. Dạ. Giống như là anh đi trước, em anh đi trước, em đi sau rồi mới cho gượt. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi chị nhớ rồi. Là thằng ông em sợ chó á. Dạ. Mà đi ngang, mỗi lần đi ngang chỗ nhà đó, tại vì nhà đó có chó. Hồi Tết năm rồi 29 chị mới nó bị cắn rồi. Trời. Đi vô chị phơi đồ. Giống như bị cắn đồ giờ sợ. Rồi chị cũng dặn, chị nói một câu, chị nói chừng nào con đi ngang nhà bà con nhớ né ra nha, mà thấy chó con đừng có chạy. Dạ. Là bữa đó chó có gượt nó. Chó gượt nó rồi. Gượt thì cũng có té nữa. Cũng có té nữa. Tay hồi chiều chị lao, còn cái vết té chưa có lành á. Em có ngay, thấy hồi chiều thì em có thấy. Ngay cái bụi chỏ chị lật lên đó, đó là mơ, đó là té hôm bữa chó gượt á. Em có thấy lúc chiều thì em có, em nghe tin vậy, lúc mà đưa bé về em có tới, nhưng mà vì gia đình mình là lúc đó em bị chất buồn để em lo cho cháu á. Nên tụi em cũng không có làm phiền gia đình. Thì việc nghe chị nói gì rất là quá nhanh đi, trong vòng sáng ngày đó thì nhanh không ai tin được luôn. Thì lúc mà tới chuẩn đoán là bác sĩ nào nói là do cái vụ té đó đập vào đầu một bé hay sao chị? À, bác sĩ nói là bây giờ một phần thì cũng do cái chỗ đập đầu, một phần là cũng do là sốt nặng rồi dẫn đến viêm màng não, nó bị phù lên hết, nó không thuốc vô nó không có xuống được. Với hai lần bé cũng đã bị Covid rồi. Bé bị hai lần Covid rồi. Trời ơi. Trước Tết với sau Tết bé bị hai lần rồi. Rồi sức khỏe thì nói chung thì bình thường, không bệnh không gì hết trơn á. Dạ. Khỏe lắm. Lúc mà bé bị Covid thì bé có nặng không chị? Không, nhẹ lắm. Dạ. Có một tuần thôi hết rồi, còn chị gần cả tháng trời, tại vì chị bị đông máu. Tới nó đông máu luôn. Gia đình mình bị Covid hết luôn hả? Dạ. Đúng rồi. Thì lúc mà thời điểm đó là mỗi lần mà Nguyên dậy phòng trọ là bị hết. Không có ai mà không, không bị ai mà không qua khỏi cái đó. Nhưng mà con nít đó lại nhanh hơn, nó có một tuần à. Ông anh cũng tuần. Đúng rồi. Còn hôm đó là chị tới gần một tháng mới chị hết. Tại vì lúc đó chị đi làm trong công ty á, chị cứ nghĩ là chị bị đi cảm thôi, chứ không nghĩ là nó. Tới lúc chị ăn uống hết được, chị đi hết được, chị nằm một chỗ rồi test ra mới biết là dính nó. Chiều em nghe thì em cũng ngỡ ngàng luôn, nói em tưởng là ở địa phương đây, cho nên là em nói chờ ở địa phương này. Xong em hỏi thăm chị, nói là từ Bình Dương luôn. Chị làm ở trên Bình Dương. Ba mẹ làm công nhân ở trên Bình Dương. Đúng rồi, rồi hôm nay thì để con ở nhà. Em nghe đầu tiên là nghe để con ở nhà chơi, chứ không có là mà trong cái đó, bữa đó là tối đó là có ba mẹ ở nhà rồi đó. Đúng rồi. Mà không phải là do tối đó là bị liền, là mấy ngày sau luôn. Không bị, tới hai ngày sau, cách hai ngày sau mới nó bị. Mà trong khi trước nó bị là bữa đó, tối đó nó còn đi chơi, rồi 4 giờ sáng còn dậy kêu chị uống nước đàng hoàng mà nó ngon lắm. Mẹ ơi, nếu uống nước, không biểu hiện gì hết. Nếu mà giống như ông anh mỗi lần đau một chút là về mét mẹ thì chị còn biết được mà chị giúp. Còn lần này ổng không nói gì hết, ổng chịu đau dữ lắm. Đau cỡ nào cũng vậy nữa, không bao giờ ổng la mẹ ơi con đau chỗ này hay đau chỗ kia.
chị chịu vua ổng chỗ đó đó, chị cũng có dặn nó Hiếu ơi, con mà có bị gì nhớ nói cho mẹ biết nha, đau ở đâu để mẹ biết đường mẹ lo cho, chứ con đừng có im, không nói. Em nghĩ hôm bữa đó cho bé mà có sưng đầu hay là gì để đi khám là mình biết được rồi đó, tại vì là không có biết, không có biểu hiện gì từ bé hết, cho nên là gia đình cũng đâu có biết, tưởng bé cứ bình thường thôi. Xong ai ngờ đâu sốt ra mới 2 ngày thôi, chưa tới 2 ngày nữa, ngày hôm đó qua ngày sau rồi tới 12 giờ là bé. Thì bởi vậy chị không ngờ chủ nhà ở trên chỗ chị đang ở mà người ta đi gom tiền để cho đó, mà người ta nói không ai tin. Ta nói trời mới chạy đi xe đạp ngang nhà tôi tức thì mà bệnh gì mà chết vậy. Trời ơi. Người ta điện lại em nói cho nghe, bé kể cho nghe. Mấy tuổi rồi chị? 6 tuổi. Nó có 6 tuổi thôi hả chị? Vợ trên chợ không ai tin luôn, tới giờ người ta đi gom tiền cho đó mới người ta tin. Vậy là khi mà nghe tin bé mất thì hàng xóm gom tiền đó, đúng rồi, giúp đỡ cho gia đình. Ta gom tiền giúp đỡ cho. Khi cái lúc mà đưa bé vào bệnh viện á thì mình có tốn chi phí nhiều không? Nói chung là vô thì lúc đầu cứ lận cứ đóng 2 triệu 2 triệu rồi cứ nhận cho mình mua đủ thứ đồ nghề hết trơn á. Nói chung thì cũng hết mười mấy triệu bạc. Dạ. Vậy đó. Tổng cộng là từ lúc nhập viện mà tới lúc bé mất 2 ngày đó, đó là cũng hết mười mấy triệu bạc. Dạ. Là mình chuyển bao nhiêu cái bệnh viện chị? Bốn cái bệnh viện bốn cái nhưng mà cũng không cứu không được, không có chỗ nào cứu được hết. Cuối cùng là nhi đồng 2, người ta nói là ở đây là hay nhất rồi đó. Dạ. Là cũng phải chịu thua luôn. Thì lúc đầu 2 ngày là bốn cái bệnh viện. Lúc đầu mà bệnh viện có liên hệ nhi đồng 1 thì hết chỗ chị. Nghe em ta nói thôi. Trời ơi, không phải chi mà lúc đó mà còn chỗ mà lên em nghĩ có cơ hội nhiều hơn á. Chị có hỏi rồi, bác sĩ nói chị mà làm điều đó là chị sai. Con đang trong thời kỳ nguy kịch là chị phải kiếm chỗ, đúng rồi, đưa xa quá là con mình nó sẽ đứt hơi nhanh hơn nữa, nguy cơ nó sẽ nặng hơn nữa. Lúc đầu chị cũng có ý nghĩ giống như em vậy đó, chị nói là đúng, mình nóng lòng mình muốn cứu con á. Lúc đầu là chị nghĩ một mạch là chị muốn tới Nhi Đồng 1 thôi, nhưng mà chị nghĩ lại đường xa xôi. Từ Bình Dương mà lên đó mấy chục cây số, thì đó, đúng rồi, nó không phải là gần đâu, tại vì chị cũng ở đi làm trên Sài Gòn rồi, chị hiểu. Chị mới chị sực nhớ ra, chị nói quan trọng là phải sơ cứu cho con, chị tỉnh lại cái đã rồi, muốn chuyển đi đâu cũng được hết. Thì lúc đó chị nghĩ tới là bệnh viện Bình An Tư với bên chỗ chị đang ở là nó có 10 phút thôi. Là đem ra nhưng mà cũng không được, xong rồi chuyển xuống Dĩ An. Dĩ An cũng không được, rồi tới tỉnh 512 giường cũng không được. Mà nói chung bác sĩ là chỉ là ức rất là ưng ý, người ta rất là nhiệt tình giúp cho chị. Chị năn nỉ, chị nói làm gì làm giúp giùm em đi chị ơi, còn nước còn tát. Người ta nói để người ta sẽ giúp hết mình. Thuốc thang gì người ta cũng đã dùng hết luôn. Cứ mỗi lần mà con mình có diễn biến gì là kêu vô, nói hết. Bé cứu viện là tới lúc mà bé mất là con bé cũng không có tỉnh được đúng không chị? Không có cái gì hết, chỉ có là lúc chị nhớ là bên Dĩ An á, thì chị có kêu. Chị nói Hiếu ơi, tỉnh đi con, về nhà chơi với hai. Nó ớ được chứ chị, hai lần cái nước mắt nó rơi. Trời ơi. Giọt nước mắt của nó rơi. Lúc đó nó nghe, lúc cháu chị nó kêu nghe chị nói đúng. Là lúc đó nước mắt rơi hai hàng. Là chị có rơi được lúc ở Dĩ An nó thôi, là tới mà đi hai bệnh viện sau nữa là không còn gì hết. Lúc đó chị kêu vậy, nó tỉnh đi con ơi, về nhà hai đợi con kìa. Lúc đó là chắc bé còn nghe được đó, là lúc đó còn nghe được, là với bệnh viện thứ ba đó là bé còn nghe được. Chắc bé cũng biết là mẹ cũng chạy tới chạy lui để giúp mình rồi, để cố gắng cứu mình rồi. Được nghe nói mà em nghĩ. Thậm chí mà chị nói chị không có tiền thiệt, chị nói còn nước còn tát đó, làm tới đâu chị cũng phải chịu hết, chị không có bỏ cuộc. Làm công nhân mà quý cô chú anh chị làm công nhân thì nuôi hai đứa con thì nghĩ có tiền đâu mà để mà thì nói chung dư giả của cô chú anh chị rồi. Thì công nhân trên đó thì lương cũng tầm là cao lắm thì 6 triệu 7 triệu thì có 6 7 triệu à, nhưng mà hai đứa con quý cô chú anh chị thì không ai như vậy thì trách nhiệm làm cha làm mẹ quý cô chú anh chị cũng đã biết chứ, thì không có tiền
đi chăng nữa thì cũng phải là đúng chạy rồi, phải cũng phải lo chạy cho cháu. Đúng rồi, thì số bé cũng rất là ngắn như của chú chị, mà nói là mới ngày đó phát sốt, qua ngày sau thì trưa thì bé đã đi rồi quý vị. Thì nghe chị nói mà chị rất là buồn luôn. Thậm chí bạn chị thấy đăng lên công ty mà chị nghỉ 3 năm trời mà nghe tin chị đăng lên cái mấy đứa mà nó khóc luôn, em không ngờ là vậy luôn chị. Mấy đứa bạn chị lại hồi đó đi chơi chung đó, mà nó nghe vậy nó thương lắm. Ai cũng vậy, không ngờ là sẽ là như vậy. Ai cũng thương hết, thương bé lắm. Dạ. Bất cứ chị làm chỗ nào cũng vậy, bé đem tới đâu người ta thương tới đó. Thậm chí tới kể chủ nhà trọ luôn, mất có 2 ngày thôi chủ nhà trọ đi kiếm. Mà người ta cũng có con cái mà người ta rất thương ảnh lắm. Ta nói một câu hả, dễ thương lắm chị ơi, tới nhà em hoang gì đâu, năn nỉ ăn cũng không ăn. Bình thường là bé nó nhà nó ngoan lắm hả chị? Ngoan lắm, nói chung là đi tới đâu là người ta thương tới đó đó. Bởi vậy khi mà nghe tin vậy bà con cũng xót thương. Vậy phòng trọ mà cũng quý cô chú, như mà chị đã chia sẻ quý vị thì phòng trọ không có ngờ luôn quý cô chú anh chị. Thì lúc ngày mà bé bị té đó, qua mấy ngày sau thì bé mới giống như là phát sốt và mới giống như là ca giật lên quý cô chú anh chị. Thì lúc chị nói, chị ba thông báo vậy là phòng trọ không ai tin luôn hả chị? Không, không, chị điện về đó là chủ nhà trọ nó mới hôm qua vô nhà chơi mà bệnh gì. Rồi xong mới thấy 2 ngày không đạp xe đạp trước nhà nữa, mới chạy ra chỗ phòng trọ hỏi Hiếu đâu rồi, mấy người kia nói nằm viện rồi. Mấy chủ nhà trọ nó nằm gì, mới hôm qua còn vô nhà em mà nằm ở đâu ra, bà còn không tin. Tới lúc điện về nói cho hay rồi thì mới bà chịu tin, mà tin xong bà không nghĩ là nó sẽ nhanh như thế. Thậm chí bác sĩ mà cứ hỏi chị, hỏi tới hỏi lui hỏi hoài, sợ là chị giấu bệnh con không à. Nói là chắc cũng phải bé bệnh cỡ một tuần nửa tháng mới nó nặng tới cỡ này. Còn nếu mà mới bị liền làm gì mà nặng tới cỡ này. Thì mấy chị cũng trả lời, chị nói em không bao giờ lấy tính mạng của em ra đùa. Có sao thì em cũng nói vậy thôi. Đúng, nói để biết cứu cho bé chứ. Đúng rồi. Thì chắc cái trường hợp của bé nó rất là đặc biệt luôn, cho nên bác sĩ nghĩ mình là nói không có đúng. Thời đó người ta sợ mình nói dối. Nếu mà bị lâu á mới có tình trạng thì như thế đúng này. Rồi, bị lâu mới cái tình trạng như thế này. Không ngồi luôn cái gì. Bị té 2-3 ngày sau thì cũng rất là bình thường luôn, nhưng mà những ngày đổ về sau thì bé phát bệnh lên xong rồi cứng người được chuyển vào bệnh viện thì buồn luôn cô chú anh chị. Cái lúc mà đưa tới bệnh viện là bác sĩ nói nặng lắm hả chị? Là bác sĩ nói mấy bệnh viện ngoài nhỏ nhỏ thì chỉ nói là giờ người ta không có khả năng thôi. Dạ. Giờ người ta chuyển lên tỉnh. Thì tới lúc lên tỉnh, tỉnh đã nói rồi, tỉnh đã giúp mình hết sức rồi, hết khả năng luôn rồi. Dạ. Thuốc gì vô là nó không có thể, nó không có chịu nhập thuốc á. Dạ. Rồi xong rồi mới tỉnh chuyển lên tới Nhi Đồng 2. Nhi Đồng 2 cũng đã cố gắng giúp hết sức. Mà trước khi đưa vô thì cái bệnh án của mình đưa lên, người ta cũng coi, người ta cũng đã biết bệnh nhân đã nặng lắm rồi. Tại vì lúc đó là cái viêm màng não nó đã phồng lên to lắm, nó không có chịu xẹp xuống. Nó không có chịu xẹp, nó cứ phòng hoài luôn, thuốc nào vô nó cũng phòng luôn. Dạ. Là bác sĩ nói em sẽ cố gắng giúp hết sức, nhưng mà còn nếu mà nói về mà dành sự sống là người ta không có dám. Giống như mà bác sĩ nó cố gắng hết sức cho nó mà sự việc mà bé để mà tỉnh lại là không dám hứa. Đúng rồi, người ta không dám hứa, nhưng mà người ta sẽ làm hết sức giúp cho mình. Người ta nói vậy đó. Thì bởi vậy mới còn 3% đó, người ta nói vẫn còn giúp mình. Dạ. Cái lúc mà anh chị nghe tin như vậy á, nghe bác sĩ nói vậy á, chắc anh chị suy sụp luôn hả? Những lúc là chị không ngờ luôn. Chị cái cảm... Chị khóc. Mấy ngày ăn đâu được. Ba ngày nãy chị không ăn một cơm nào hết trơn. Lúc mà chị em tới thì em nhìn chị thì em cũng ngạc lòng luôn á, nhìn mà lâu cho bé mà. Ai cũng kêu chị ăn, bạn bè nói chị không ăn nổi, chị nhìn là chị quá no. Thậm chí chị không muốn đối mặt với con của chị. Người ta sẽ hỏi sao chị không vô, mà chị vô chứ chịu không nổi cái cảnh đó.
bé nó có 6 tuổi thôi con chú anh chị. Nói sự ra đi bé thì không có ai là tin rằng là sự thật luôn với cô chú anh chị. Kể cả hàng xóm cũng không có tin khi mà ba mẹ của cô chú anh chị. Thì nó rất là buồn luôn. Hồi chiều em tới thì bà con hàng xóm tới rất là nhiều luôn. Giờ sự việc cũng xảy ra rồi thì em cũng như là chia buồn cùng anh với chị. Thấy thương bé quá. Rất là nhỏ luôn. Nhỏ mà hiểu chuyện lắm. Rất là hiểu chuyện luôn. Ông anh lớn vậy mà còn không được một bằng ổng luôn. Hiểu chuyện lắm. Biết mẹ bệnh một cái thôi, đi lấy thuốc, lấy nước cho mẹ. Bắt mẹ uống, rồi chán mẹ coi có còn nóng không hay sao đó rồi mới dám đi chơi. Đi được khoảng một chút xíu, hai ba vòng quay lại vô rồi chán coi còn nóng không nữa. Hiểu chuyện tới cỡ đó đó. Y như người lớn mình còn không bằng nữa. Nghe nghe mà chị nói về bé thôi của chú chị phải nói đảm bảo rất là cưng luôn. Hàng xóm ai cũng mến luôn. Em tới đây mà thì nhìn mà bây giờ hiện tại cũng rất là tối của chú chị thì giờ còn ba mẹ ngồi bên con tài của bé nữa gì thì bé là mai mai trong mai thiêu anh. Mai 6:30 thiêu. 6:30 sáng thiêu. 6:30 sáng. Là bây giờ là anh chị ở đây với bé tới sáng ở tới lúc sáng thiêu. Tới lúc thiêu xong xuôi hết trơn, làm lễ xong xuôi hết trơn luôn. Em nghĩ chắc cái lúc anh chị nghe tin và cái khoảng thời gian mà đợi bé nó tỉnh lại á, chắc cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian dài nhất của anh chị. Đúng rồi. Nghĩ đi, chắc trong từng giây từng phút mà để cho con nó tỉnh lại luôn. Sáng chị nói thiệt, lúc mà chị nghe tin bác sĩ kêu cho sữa uống chị mừng lắm. Chị điện về cho cô của chị nói Út ơi con mừng lắm. Út hỏi gì nói bác sĩ kêu cho uống sữa rồi. Chị nghĩ là chắc nếu mà được uống sữa là sẽ có khả năng rồi. Trong phòng ai cũng mừng cho luôn, nhưng mà không ngờ là từ hôm bữa tới giờ bị đó là lần cuối cùng cho uống sữa đó. Người kia ai cũng nói bác sĩ mà kêu cho uống sữa là có sức rồi đó. Mình cứ tưởng là bé nó sẽ tỉnh lại. Đúng. Nó sẽ khỏe lại. Đúng rồi. Nhưng mà không ngờ đó là chẳng cho uống sữa cuối cùng. Đúng rồi. Sáng khi con điện về nói cô chị nữa. Nói Út ơi con mừng quá rồi, bác sĩ kêu cho uống sữa rồi. Tới uống sữa xong xuôi hết trơn, bác sĩ kêu vô giải thích cho nghe nói trong ngày nay là bé không qua khỏi. Nói bây giờ muốn xin về không hay là để tới chừng nào bé đứt thở ở trong đây luôn. Chị nói đó là để chị hỏi gia đình chị cái rồi có gì chị cho hay. Là trong khoảng thời gian đó là mình chỉ thăm bé được có một lần đó thôi hả chị? Một ngày vậy là cho thăm được hai lần. Dạ. 11 giờ trưa với 4 giờ chiều, còn ban đêm là không có cho vô. Dạ. Mà lúc chị thăm là chắc là em nghĩ là dây nhợ kim chích đồ chắc đầy người bé. Đầy người hết trơn rồi, hai tay hai chân. Lúc mà chuyển về hồi chiều thì vẫn còn nguyên luôn. Đó là lúc mà chuyển về đây là chị thấy là còn y như là như ngủ vậy đó. Dạ em cũng thấy vậy, thấy đúng còn rồi. Còn ống thở của bé luôn. Đúng rồi, đó là mướn, người ta mướn xe thì được bệnh viện tài trợ cho. Dạ. Còn cái ống đó là người ta thuê cho mình 800 để lấy cái hơi để về tới đây. Dạ. Bởi vì hồi chiều em nghe là bé còn nhịp thở thì mà đó. Em không biết làm sao mà còn nhịp thở là tại đưa vô đây. Thì đó. Bởi vì em cũng thắc mắc. Cũng không cho bé mất ngoài đường. Ấy là bác sĩ sợ lại mất ngoài đường, thà là để tới đây đi rồi mất luôn. Dạ. Bác sĩ có giải thích cho chị nghe, nói là bây giờ là trong ngày nay là bé không có qua khỏi. Bây giờ nếu mà em muốn đem bé về nhà cũng được, hoặc là em để ở đây tới đứt hơi thở em đem về cũng được. Thì chị mới chỉ bàn với người nhà chị xong xuôi hết trơn, mấy người nhà chị nó hơi đem về đi cho nó đứt hơi thở ở đây đi. Thì trong đoạn đường về đó thì người ta có đưa cho cái bình oxy để thở đó. Dạ. Để bơm cho nó để được tới đây.
Giống như là cái lúc đó là bé nó đã mất luôn rồi. Là nó tới lúc mà rút ra, tới lúc mà chị đi lau mình mẩy cho, tới lúc chị rút ra là mới thấy là mặt khác liền rồi đó, là thấy mặt đen rồi xanh xuống sắc liền. Còn lúc trong xe là y như ngủ luôn, mặt mày tươi lắm. Mặt mày đúng rồi, cái đúng rồi, mình còn bóp cái bóng thở là cái môi vẫn còn đỏ luôn, mặt mày còn tươi, em nhìn vô giống như là ngủ vậy. Dạ. Chị lau từng cái bàn tay bàn chân cho hả, nói chung còn tươi nguyên quyện giống như mình bình thường, tay chân không còn cử động bình thường, cái chỗ mà rút kim rút gì ra máu vẫn còn chảy bình thường. Lúc chưa buổi có chiều tới nữa. Đây lúc mà ấy vẫn còn chảy máu đúng rồi, thì vẫn còn chảy máu đúng rồi, lúc mà chị làm cho dạ. Đó là vẫn còn chảy máu, tay chân vẫn còn mềm bình thường luôn. Nhưng mà trong khi đó bác sĩ có nói, bác sĩ nói não thì chết rồi, còn tim á là có cho thuốc để tim nó đập. Dạ. Để tim nó đập. Và tới chừng nào rút ống ra thôi thì mới là ngưng hết hoặc ngưng hoạt động hết, kể cả thở oxy luôn. Thì mới người ta thê cho cái bình thở oxy đó đó. Là cái chuyến xe mà chở về từ Bình Dương về đây. Dạ. Là chuyến xe của bệnh viện họ từ thiện luôn hả? Không, cái đó là chị Sinh. Chị Sinh ha. Chị Sinh. Là mình tại không có tốn chị, tiền hả? Đúng rồi, chị dạ. Nói lại giờ á, nhà ta muốn làm ở trên trển, nhưng mà chị nói người nhà chị không có chịu, người nhà chị nói làm gì làm cũng đem về đây đi. Bởi vậy gia đình anh chị là đều ở đây hết hả? Ở đây hết. Bởi vậy ông bà nội bà ngoại ở đây hết mà. Đúng rồi. Mà về nhìn cháu được lần cuối. Chứ còn trên đó thì đâu có ai lên kịp cả. Cô chị mới về hồi tối đó. Lúc đầu thì chị kêu nó để bữa nay đi về luôn, thì mới cô út của chị nói một câu, nói thôi cho cô về đi, thí dụ ở chỗ anh có cái gì thì ở đây cô lo cho dễ hơn. Còn mà cô út mà dạng giống như thí dụ ở trên đó lỡ có cái gì cái về đây không có ai giúp gì kịp đó, rồi chị thấy như vậy chị nói thôi cô út nói cũng được, rồi thấy thôi cô út về đi. Là cô út mới về tới nhà hồi tối lúc 3 giờ sáng. Bây giờ sự việc cũng đã xảy ra đến với cháu rồi, em cũng chia buồn cùng anh chị, như là anh chị cũng cố gắng qua khoảng thời gian đây để mình lo cho tang lễ cho cháu nó được trọn vẹn hơn, cho cháu đi được nhẹ nhàng hơn nha anh chị. Dạ. Nói không gian ở đây hiện tại rất là buồn của chú anh chị. Ở đây tụi em có 1 triệu tụi em gửi cho anh chị để cho anh chị phụ tiền mà anh chị lo cái tang lễ. Dạ dạ. Dạ. Dạ đây. Dạ em gửi cho anh chị. Dạ, dạ em cảm ơn ạ. Dạ. Tại vì em thấy bé sót quá. Chị còn không ngờ luôn, kể cả mà ở trển cũng không ai ngờ luôn. Giờ không biết sao anh chị vượt qua cái nỗi đau này nữa. Rồi anh chị khi nào định mới lên chỉnh làm lại? Để làm một lễ tận cho rồi mới chị lên. Dạ, làm cho bé 7 ngày ha. 7 ngày xong rồi mới chị lên. Vậy là khi mà thiêu xong là mình gửi trong chùa luôn hay sao? Rồi gửi trong chùa. Dạ. Rồi còn mà hình thì chị đem lên chị cúng cơm chị thờ trên chỉnh. Dạ, thì tụi em ở đây cũng sẽ còn ở đây nữa. Thì có gì anh chị cho tụi em xong xuôi hết á, anh chị cho tụi em vô nhà thăm nhà anh chị ha. Không, chưa có nhà. Không có nhà luôn hả? À, thì giờ hồi đó chị một ngôi cha mẹ được bên nội nuôi. Một ngôi cha mẹ? Ba mẹ chị mất sớm, chị ở với ông bà nội nuôi. Trời ơi. Cho nên là chị chưa có nhà cửa. Còn nhà anh thì ở đâu? Bên cháu. Nhưng mà bây giờ thì không có về được luôn anh. Ý là mình đi lên trển làm hôn đó, tính là hai chồng đi lên kiếm tiền để cất nhà này kia. Dạ. Vậy là dưới đây là anh chị không có nhà luôn. Đúng. Là bây giờ phải ở nhờ người ta. Rồi bây giờ về là để bé ở đâu? Hình thì tới xong xuôi đem lên Bình Dương chỗ chị làm, chị ở, chị thờ, chị cúng cơm. Dạ. Còn hài cốt thì chị để trong chùa.
Dạ. Rồi ví dụ như Tết lễ đồ mình về thì mình ở đâu? Ít về lắm. Còn về thì về ở dưới nhà ba mẹ chồng đó. Dạ. Thì về cái vài ngày lên lại. Dạ. Thì nếu mà bây giờ xong hết là anh chị về bên nhà ba mẹ chồng hả? Không, vào bên nhà bà nội ở nhà. Dạ. Thì nhà nào cũng được, thì khi mà xong hết thì cho phép tụi em lại tới nhà, tụi em thăm nhà một cái. Ha. Nhà bà nội á. Dạ. Giờ ngồi ở đây, con thì nằm ở đó. Mới mấy hôm trước thì nó còn chơi còn giỡn, nay bây giờ nó lại nằm ở đó. Cái bé hồi chiều là đứa anh con của anh chị hả? Đúng rồi. Dạ. Rồi giờ bé về đi đâu rồi chị? Cho về nhà ngủ. Nhà ngủ rồi ha. Thì mai sáng mới lại ha. Mai sáng mới lại. Bé đó thì được mấy tuổi chị? 12 tuổi. 12 tuổi. Bé này 6 tuổi. Bé này 6 tuổi. Biết nói sao nữa. Thì thôi cũng khuya rồi, em tụi em cũng về luôn để cho anh chị nghỉ ngơi nha. Là cảm ơn nha. Dạ. Có gì sáng qua cũng được. Dạ, thì có gì sáng tụi em qua. Dạ thì sao rồi gửi đưa nhỏ vô ha. Dạ. Thì hoàn cảnh này thật sự là quá là xót thương luôn quý cô chú anh chị. Không biết nói sao nữa. Thì kính mong quý cô chú anh chị có xem được một đoạn video này thì hãy cùng nhau giang tay giúp đỡ hoàn cảnh gia đình của bé Hiếu. Thì Đăng cũng xin kết thúc video đây. Ngày mai Đăng sẽ quay lại để mà quay cái lúc mà thiêu bé Hiếu. Thì cảm ơn cả nhà đã xem hết video Đăng nha. Em cũng xin phép về luôn anh chị ơi. Dạ, cho em gửi lời cảm ơn ạ. Dạ, xin chia buồn cùng gia đình nha. Dạ.